Lệ Nam được mời để thi Miss Grand Việt Nam 2024. Chị gái Nam Em không nghĩ đến chuyện thi Miss Grand Việt Nam 2024 nhưng đã thay đổi quyết định khi nhận được cuộc gọi từ phía ban tổ chức. Cách đây ít giờ, một đoạn video của Lệ Nam, chị gái Nam Em trong một buổi trò chuyện bất ngờ gây chú ý. Tại đây, cô cho biết bản thân không nghĩ đến chuyện tham dự cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024 nên không xuất hiện tại vòng sơ khảo chính thức. Lệ Nam sau đó nhận được một số cuộc gọi từ phía ban tổ chức mời đến thi Miss Grand Việt Nam 2024. Ban đầu, cô khá tự ti và sợ gây ảnh hưởng đến cuộc thi nên còn khá lăn tăn trong việc có nên tham gia hay không. Lệ Nam được động viên nên đã quyết định tái xuất đường đua Miss Grand Việt Nam 2024. Cô nói bản thân thích phần thi National Costume, trang phục dân tộc, nên chỉ xin thi đến phần thi đó. Người đẹp Tiền Giang tiếp tục nhận được lời khuyên nên đi hết chặng hành trình. Đó là lý do chị gái Nam Em xuất hiện tại vòng sơ khảo bổ sung và lọt top 36 thí sinh xuất sắc nhất. Dù chỉ dừng chân tại top 15 chung cuộc nhưng người đẹp hoàn toàn không có chút tiếc nuối. Lệ Nam cho biết bản thân được nhiều hơn mất. Tôi một lần nữa có cơ hội tiếp nhận nhiều nguồn năng lượng mới, được tham gia một sân chơi mới. Đặc biệt, tôi có thêm nơi để khán giả theo dõi và yêu thương ủng hộ tôi một lần nữa, Lệ Nam thổ lộ. Miss Grand Việt Nam 2024 có lẽ chính là sân chơi nhan sắc cuối cùng Lệ Nam tham gia sau nhiều lần không gặt được quả ngọt. Giữa thời điểm trước khi diễn ra đêm chung kết, cô từng bất ngờ thông báo việc đã trúng tuyển vào trường Singapore Business. Lệ Nam sẽ theo học online chương trình thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sắp tới, Lệ Nam được cho sẽ theo đuổi con đường trau dồi học vấn, giảm bớt tần suất hoạt động nghệ thuật.